nghệ sĩ Hoài Linh chính thức thông báo về buổi tiễn đưa nghệ sĩ chia tay. Mới đây, trên trang cá nhân của nhà báo Phạm Thanh Trung đã đăng tải thông tin gây chú ý. Cụ thể, anh đăng tải lời nhắn nhủ của nghệ sĩ Hoài Linh được ủy quyền lo hậu sự của nghệ sĩ chia tay tại Việt Nam. Mong anh chị em dưới báo chí và người hâm mộ hãy bình tĩnh. Đừng nhiễu loạn thông tin, chia sẻ của nhà báo Phạm Thanh Trung. Bài viết trên trang cá nhân của nhà báo Phạm Thanh Trung. Được sự nhờ cậy và cho phép của anh Hoài Linh, thì Gia xin thông báo tới mọi người vài điều để mọi người hiểu và thông cảm cho anh Linh cũng như gia đình anh Tài. Hiện tại anh Linh đang rất buồn và lo việc hậu sự cho anh Tài nên không có tâm trạng để chia sẻ lên Facebook hay fanpage chính thức của anh. Anh Linh có nhờ Gia nhắn với anh chị em báo chí, khi nào có thời gian tang lễ chính thức, anh sẽ thông báo với mọi người, tránh nhiễu loạn thông tin. Sau khi bàn bạc với chị Bé Heo, vợ anh Tài, chắc chắn anh Linh sẽ tổ chức buổi tiễn đưa giúp anh chị em đồng nghiệp và khán giả người hâm mộ có cơ hội tiễn đưa anh Tài lần cuối. Sẽ thông tin cụ thể tới mọi người khi có thời gian chính xác. Là người em thân thiết với anh Linh và được anh nhờ hỗ trợ thông tin trong vài ngày này, Giai gửi lời tới anh chị em đồng nghiệp mình ạ. Giai hỗ trợ được thông tin gì cho mọi người sẽ hỗ trợ nhé. Anh Linh cũng đang rất buồn nên mọi người đừng cố gắng gọi điện hay nhắn tin hỏi vì sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của anh nhiều. Thân anh Linh và anh Tài, mọi người lưu ý nha. Rất đồng cảm với ngày báo, áp lực của mọi người, nhưng cũng thương anh Linh với nha. Giữa lúc người hâm mộ bạn bè đồng nghiệp của cố nghệ sĩ chí tài vẫn còn bồi hồi xúc động vì tin buồn đến quá chóng vánh, thì nhiều thông tin đồn đoán thất thiệt về việc tổ chức tang lễ của cố nghệ sĩ như thế nào đã lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang cho người đọc. Chính vì vậy, nghệ sĩ Hoài Linh đã thông báo qua nhà báo Phạm Thành Trung nhắn gửi đến giới báo chí và người hâm mộ nên giữ bình tĩnh. Sau khi bàn bạc với vợ của nghệ sĩ chí tài thì sẽ tổ chức một buổi lễ chính thức để người hâm mộ và đồng nghiệp có thể tiễn đưa người nghệ sĩ đa tài lần cuối. Chuyện trước mắt là giữ bình tĩnh, đừng để nhiễu loạn thông tin. Có lẽ lúc này nghệ sĩ Hoài Linh đang nén bi thương và gượng dậy lo tang lễ cho người bạn diện thân thiết mấy chục năm qua. Mối quan hệ của họ đã gắn bó hơn cả tình bạn, đồng nghiệp bình thường. Nhà báo Phạm Thành Trung cho biết, khi trao đổi với những tin nhắn này đã là hơn 4 giờ sáng, hai anh em nhắn với nhau đi ngủ lấy sức nhưng không ai ngủ được. Có lẽ do chênh lệch múi giờ nên nghệ sĩ Hoài Linh thức gần đến sáng để trao đổi với vợ nghệ sĩ chí tài về việc hậu sự. Nhà báo Phạm Thành Trung mong mọi người tôn trọng tâm tư của nghệ sĩ Hoài Linh, hãy giữ bình tĩnh, đừng chia sẻ thông tin không chính thống hay đồn đoán vô tội vạ, làm buồn lòng người thân, bạn bè đồng nghiệp của cố nghệ sĩ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.